Tâm Anh ơi, có trái này ngon lắm nè, ăn đi em. Wow, ngon quá à, em ăn một mình nha. Ừ, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Đứng yên đó, không được ăn, là của tao nè. Nhưng mà anh nghe nó châm rồi. Chưa muốn chết, mày kêu ngon thì mày ăn đi cái đồ lừa đảo. Chanh mà sống chưa được. Chanh mà. Hey, cách này cho bộ hiệu quả. Tôi cũng mong là hiệu quả. Ôi, mẹ ơi, gì mà hôi lên tới trên chó luôn á. Chắc là cái hũ mắm này nè. Ý, hôi quá à. Cái hũ mắm này nó hôi như vậy á, con phải đậy cho thiệt kỹ rồi mới cất vô tủ nha. Dạ. Mẹ ơi. Hả? Mẹ cho con cái hũ này nha. Cái gì? Cho con đi. Bộ con thích ăn mắm hả? Dạ, con không thích ăn, nhưng mà có người khác thích ăn. Thích thì lấy đi. Dạ dạ dạ. Ờ, có cần tôi... Không, không, được rồi, để em chị. Dạ. Chị có làm gì chị làm đi. Mình có nghiệp quá không bạn? Chết nhiều vậy sao nó chịu nổi? Ủa, chết nhiều vậy nó mới áp phê bạn ơi. Tâm Anh ơi, anh có làm thịt sườn cho em nè. Quảnh đi lâu quá. Gì? Không được ăn. Là của em mà. Cái gì vậy? Nguyên. Dạ. Gì vậy? Con đâu có làm gì đâu. Đã nói rồi, bỏ cái tật ham ăn đi mà không nghe. Anh đi ra ngoài. Một lần bị gì cho đáng, cho chừa cái tội dành ăn của người khác. Đừng có đứng đó mà chùa khóc mèo nữa, đi ra ngoài. Con nhỏ lì lợm này. Vậy là vẫn tiếp tục dành đồ ăn với Tâm Anh đúng không? Đúng, trong nhà Quang đều là của Quang. Để rồi coi. Đi ra ngoài. Tôi thấy mình làm vậy có quá đáng lắm không Nguyên? Nè, tôi thấy nghiệp mình nặng lắm rồi đó. Không sao đâu, như vậy thì nó mới bỏ được cái tật của nó. Tâm Anh ơi, ăn gà rán nè em ơi. Dạ. Hả? Không được ăn. Không được ăn. Ăn đi. Là của em hả? Tâm Anh ơi. Cho trường cái gì lên lên cho trường cái tập chờ ăn với người khác. Nó mới bị lừa xong mà làm cùng một kiểu sao nó tin. Anh chờ coi. Nghiệp tụ đầy mình trả sao hết đây. Tâm Anh ơi, xuống ăn pizza nè. Pizza hả? Gì? Pizza? Tránh ra coi, là của tao mà. Bữa ham ăn thấy chưa? Tâm Anh ơi, Tâm Anh có há cảo ngon lắm nè, ăn đi. Dạ. Nè. Không được ăn, là của em nè. Ơi, ai đâu có làm cho em đâu? Có mắm tôm không vậy? Ai làm cho em ăn đâu? À, không được, không được, là của em nè. Ơi. Alo, cho hỏi, có cô Tâm Anh ở đó không? Dạ, đúng rồi, tôi là Tâm Anh đây. Cô dạ. Tâm Ý gọi cho tôi có chuyện gì không? Tôi là Tâm Ý, cho tôi hỏi là cô Tâm Anh có khỏe không? Ừ, tôi rất là khỏe, còn cô Tâm Ý thì sao? Đưa cho tôi cái đồ đáng ghét. Ơi, của mình mà. Đưa cho tao. Của mình mà. Của tao mà. Của mình mà chị ơi. Ở trong nhà tao là của tao, tôi cũng muốn chơi trò điện thoại. Chơi á thì tự làm chơi đi, sao mà dành của Tâm Anh? Buông ra đi mà. Hai người không chịu đưa chứ gì? Có một cái điện thoại thôi mà cũng làm thấy mà ghê. Được rồi, làm chi này không được chơi thì cũng không ai được chơi hết. Em làm cái gì vậy? Em làm cái gì? Yeah.
Ok ok, đừng trên nha, ok. Lên luôn, lên luôn. Anh Hai ơi, em mới chế ra cái alo này hay lắm nè. Hay lắm á, thiệt thiệt. Em đứng từ xa mà anh Hai alo anh vẫn nghe luôn á. Nhờ sợi dây thần kỳ này nè. Này nè. Này, Hai, chế với em nha. Ok. Ok luôn. Sợi dây. Bắt đầu. Alo. Alo, có anh Hai đó không? Alo, alo. Anh Hai, nói đại đi. Nói gì cũng được hết trơn á. Nói đại. Nói đi. Tào lao. Ô, nghe rõ chữ tào lao luôn. Hai, hai, hai. Nói tiếp đi anh Hai. Nói gì cũng được hết trơn á. Đúng là đồ khùng. Ô, nhờ cái alo này nghe rõ chữ đồ khùng luôn. Nói tiếp đi anh. Nói đại đi. Nói gì cũng được hết trơn á. Không cần phải chính xác đâu. Nói đi. Alo, alo, 123, 123. Chim sẻ gọi đồ bàn, chim sẻ gọi đồ bàn. Alo. Anh Hai ơi, căng căng sợi dây đang chút để coi chừng mất sóng á. Hay là sợi dây bị đứt rồi. Alo. 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 Alo, chim sẻ gọi đồ bàn, chim sẻ gọi đồ bàn. Alo. Alo. Ê. Ừ? Ngày mai có kèo đi coi ca hát á. Tôi lấy vé rồi nha. Đừng có quên á. Ừ, nhớ rồi. Ủa mà ai hát vậy? Nghe nói có nhiều ca sĩ nổi tiếng lắm. Có Sơn Tùng MTP nữa đó. Ghê vậy. Ừ. Gì? Có Sơn Tùng MTP nữa hả? Gì vậy? Hồi nãy anh nói là ngày mai có chương trình có anh Sơn Tùng diễn hả? Anh nghe thông báo vậy. Ôi yeah, ôi yeah, ôi yeah. Hai anh đi, hai anh cho em đi với. Ngày mai á, có chồng tương lai của em diễn nữa. Anh, nếu em muốn gặp chồng của em thì anh xin vé bác anh chắc là có. Nhưng mà Được, tất nhiên là được rồi. Được, nhất định là được. Ê, nha. Muốn đi đến vậy hả? Dạ đúng rồi, em rất muốn đi. Rất là muốn đi. Không được. Ai cho em đi đây mà. Đi mà. Em muốn gặp chồng tương lai của em. Em đi mà. Em hứa với các anh, tuyệt đối em sẽ ngoan ngoãn nghe lời các anh. Và em sẽ yêu các anh. Bé làm tôi sợ quá. Thôi không được, không cho đi đâu. Cho đi ở nhà sướng hơn, phiền cũng chết. Đi mà cho em đi đây. Đi đi, một lần thôi, đi một lần thôi. Miễn sao gặp chồng em tương lai em được rồi. Đi mà. Xong chưa? Sắp xong rồi bạn. Ê, mà tôi nghĩ không ấy cho Lâm Chi đi theo đi. Chứ không cho nó đi nó la sùm á. Bạn làm như bạn không biết tính nó vậy. Cái con nhỏ đó mà đi chỗ đám đông, nó kêu đồ đáng ghét, đồ đáng ghét. Rối lắm. Nghĩ tới hồi hay ớn rồi. Nói vậy á, làm cho nó đi thiệt hả? Mà giờ nó đang ở trong phòng, mình phải tranh thủ đi đi. Nhớ là nhẹ nhàng đi chứ. Đi đi đi, xong xong. Ủa? Sao giờ này hai anh mới xuống? Mình phải đi sớm để dành chỗ gần sân khấu nhất mới được. Ơi, bạch mã hoàng tử của em ơi, em tới đây. À, hay anh có mang vé của em theo rồi đúng không? Có. Hỏi thiệt tỉnh. Bây giờ tính sao đây? Thôi sao? Bây giờ bạn đi ra ngoài trước đi để tôi tính cho. Nghe nè, nè hai anh mang vậy đi. Đó mang vô lẹ lẹ, mang lẹ lẹ nha. Anh đi trước nha. Ê Lâm Chi ơi. Hả? Tâm ăn thịt sườn kìa. Gì? Đâu? Đó. Có đó. Ủa? Hai anh đâu rồi? Ê! Trời ơi em chơi. Tính mà dụ em hả? Em cũng muốn đây. Hai anh. Hai anh có dừng lại chưa? Bé làm chi đứng dưới đây kìa. Gì vậy? Sao chạy nhanh vậy? Dính chặt vô bạn. Bây giờ sao bây giờ? Trời ơi. Anh đâu mà em gì? Ây da.
Sao rồi bạn? Con mẹ nó mất tiêu rồi. Nhỏ này chạy ghê thiệt á. Hai anh chơi gì vậy? Em không gặp được đường chồng của em. Gì rồi? Mấy người tưởng tôi không tìm được tới đó hả? Đừng có thường làm chuyện này. Đây là đâu vậy trời? Đau chân chết luôn. Nó bụng á. Thịt nướng nè. Ủa, ê, chào chị. Là em. Để tôi dọn cơm cho hai cậu nha. Dạ. Ủa, mà Lâm Chi đâu? Lâm Chi đâu? Ủa vậy là nó chưa về nhà hả? Ủa, đâu có. Em thấy Lâm Chi khoe với em là đi coi ca nhạc để gặp Sơn Tùng mà. Chứ Lâm Chi không đi với hai anh hả? Hồi chiều tôi cũng thấy nó đi theo hai cậu mà. Thôi chết rồi. Tôi với ông Chi ra kiếm nó. Mới bay lớn à, mà ăn quịch rồi hả? Trong mình không có tiền mà đòi ăn thịt nướng là sao? Sao bà dám đánh con hả? Đồ đáng ghét. Cái gì mà đáng ghét? Ăn quịch mà còn hỗn láo nữa hả? Làm chi? Làm chi? Làm chi? Con không có được gì nữa nha. Làm chi? Con á. Làm chi? Đi đâu vậy? Ủa sao tự nhiên mà đánh em con vậy? Cái cô bé này nè, nó vô quán tôi nó ăn hết 8 phần thịt nướng mà nó không trả tiền. Anh hai, móc tiền ra trả cho bà sợ. Dạ, để con trả cho. Bao nhiêu vậy bà? 2.4 triệu. Cái gì? 2.4 triệu? Một mình nó mà ăn 2.4 triệu hả? Chỉ là số lẻ, em còn có thể ăn thêm được nữa đó. Thôi im đi. Nhưng mà bà ơi, ở đây con còn có 1.3 triệu với mấy chục ngàn à. Đi theo chi cho khổ vậy trời. Thôi, trốn em chi, cho giờ em khổ vậy trời. Nấu nữa. Ê, cẩn thận cùi lửa, cẩn thận cùi lửa. Chào quý khách ạ, à, đây. Đừng nóng nha, cẩn thận. Dạ rồi. Dạ, chúc quý khách ngon miệng ạ. Dạ. Ê, nước sôi. Nước sôi. Em mời em thịt cái nước tương nha. Dạ. Chị Bảy ơi, chị Bảy. Có khách bàn số 5 thêm nước tương nha. Trời ơi, con nhỏ mà giọng khỏe quá ta. Giọng em còn lớn hơn nữa chị. Chị, khi mà thịt chín á thì chị phải ăn liền, chứ đừng để nguội. Khi mà để nguội á thì thịt sẽ rất là dai. Chúc
quý khách đang ngon miệng. Vâng em nha. Chị Bảy, chị Bảy, khách bàn số 5 còn nước tương nha. Nhỏ dễ thương quá chị ha. Dạ tôi con xin lỗi. Xin lỗi. Anh hai ơi, gì? Mình đi taxi về nha, chân anh đau quá. Tiền anh trả nợ cho em hết rồi, tiền không đi taxi, chỉ cần đi xe buýt thôi. Ôi, em không đi xe buýt đâu. Không đi thôi, đi bộ đi. Sao cho chịu vậy? Để đến đây luôn hả? Tại chân em đau quá, cõng em à. Dẹp đi. Không tin luôn á, cái bụng có chút xíu à, mà ăn 8 phần sườn của người ta. Kỷ lục của em là 8 phần rưỡi rồi. Hay quá, còn chả treo nữa. Em thử như vậy một lần nữa coi, coi anh có bỏ mặt em không. Không biết sao hai đứa mình là anh em nữa. Nhìn một trời một vực, chả giống một chút nào hết. Người ở ngoài nhìn vô, tin hai anh em ruột có sợ. Gì vậy? Anh em có khác.